trước lúc lâm chung a nương vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn uống một bát canh gà nóng nhưng trong túi ta chỉ có nửa cái bánh bao xin được sau bao lần khẩn cầu thần trí bà lúc này đã không còn minh mẫn ta không biết bà còn trụ được bao lâu ta muốn hoàn thành tâm nguyện của bà vì vậy ta đánh bạo bước vào một quán cơm nhỏ đầy dầu mỡ hy vọng ông chủ có thể bố thí cho ta một bát ông ta là một người đàn ông trung niên dáng người tầm thước hơi phát tướng với khuôn mặt tươi cười ông ta dẫn ta vào sân sau chỉ vào một con gà nói với ta chỉ cần ta cởi quần áo ra con gà đó sẽ là của ta trong sân còn có một cô bé gầy gò nhỏ nhắn như ta đôi mắt nhìn ta đờ đẫn dường như đã chứng kiến rất nhiều lần những chuyện như thế này mẹ ta là kỹ nữ ta đương nhiên biết ông ta muốn làm gì ta quay đầu nhìn lại cửa sân đã bị chốt lại đánh giá sự chênh lệch giữa dáng người của ta và ông ta ta biết ta không thể chạy thoát vậy thì hãy dùng nó để đổi lấy một bát canh gà vậy ta giả vờ ngây thơ gật đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của ông ta dần trở nên dữ tợn và dâm dục giữa chừng có một khoảnh khắc ta cảm thấy quá ghê tởm và khó chịu ta vớ lấy chiếc gối bên cạnh định đánh ngất ông ta để trốn thoát nhưng nghĩ đến sức lực của mình sau hai ngày không ăn ta đành nhắm mắt cam chịu sau khi xong việc ông ta liếc nhìn chiếc gối vừa tiếc nuối vừa hưng phấn nói sao ngươi không thử đánh ta xem như vậy ta có thể danh chính ngôn thuận bóp chết ngươi có máu mới càng thú vị ta kinh hãi đến mức mồ hôi lạnh túa ra sau lưng đây quả là một kẻ biến thái không hơn không kém ông ta không nuốt lời đưa con gà cho ta nhưng lại bắt ta tự bắt và tự nấu ta chưa từng làm việc này mãi cũng không bắt được vừa rồi ta còn không khóc lúc này lại không nhịn được mà đỏ hoe mắt a nương vẫn đang đợi ta ta không biết bà còn trụ được bao lâu trong lúc đợi canh nàng ấy hỏi ta sao cô không tự tử nói rồi lại chỉ vào cái cây trong sân những đứa trẻ bị hắn lừa vào đây không phải là bị bóp chết trên giường vì muốn đánh hắn thì cũng là tự đập đầu và tường tự vẫn sau khi xong việc đều bị chôn ở đó cô là người đầu tiên còn sống ta im lặng nhóm lửa không nói gì nếu ngươi là đứa trẻ được cả làng liều mạng bảo vệ ngươi cũng sẽ không dễ dàng nói đến cái chết cái chết chỉ có những người chưa từng thấy nó mới nói dễ dàng như vậy huống chi ở loạn thế ngươi còn không bằng chó thời thái bình nhìn dáng vẻ buồn bã lo lắng của a nương khi nhìn ta ta đã sớm hiểu được thế đạo này sẽ khiến ta phải trải qua những gì. Ta hỏi ngược lại nàng ấy, còn cô thì sao? Sao cô cũng không chết? Nàng ấy có chút ngạc nhiên, rồi sau đó, ánh mắt vô thức nhìn về phía căn phòng nơi người đàn ông kia đang ngủ, ẩn chứa trong ánh mắt đó là sát khí. Canh đã xong, ta vội vàng múc ra rồi đi, trước khi đi còn nói với nàng ấy, có điều muốn cầu thì hãy sống, chỉ có sống mới có thể đạt được. A nương lúc ngủ trông thật đẹp, khi còn trẻ bà vốn là một kỹ nữ nổi tiếng giang nam, khiến bao nhiêu công tử con nhà giàu si mê, một khúc hát có thể khiến người ta say đắm không biết bao nhiêu lần. Nhưng bà ấy còn chưa được uống bát canh gà của ta, bát canh gà mà ta vất vả lắm mới kiếm được, bát canh gà mà bà ấy luôn tâm tâm niệm niệm, ngay cả việc khép mắt cho bà ấy, ta cũng phải rất cố gắng. A nương cả đời khổ cực, 8 tuổi bị bán đi, cha mẹ chỉ dùng một bát canh gà đã đuổi bà ấy đi, nhưng bà ấy nói bà ấy nhớ nhất vẫn là khoảng thời gian trước 8 tuổi khi đó bà ấy còn tự do, dù có đói bụng một chút cũng không sao. Về sau, khi bà ấy nổi tiếng khắp thiên hạ, lại phải lòng cha ta, một thư sinh nghèo, dốc hết tài sản cho ông ấy ăn học thi cử, lò lót quan hệ. Bà ấy thật có mắt nhìn người, cha ta quả nhiên đổ đạt, từng bước thăng quan tiến chức. Bà ấy cũng thật không có mắt nhìn người, vợ cả thành vợ lẽ, vợ lẽ thành tiện thiếp, cuối cùng, chết trên một tấm chiếu rách nát trong con hẻm tồi tàn này. Nhưng dù là vậy, tại sao, tại sao lại để bà ấy đến cả một ngụm canh cuối cùng cũng không được uống ta đã đánh đổi thứ duy nhất ta có thứ mà bà ấy sẽ đau lòng chết đi được để đổi lấy bát canh này nhất định phải có người chịu trách nhiệm chứ ví dụ như kẻ đã đùa dẫn ta bắt ta tự bắt gà nấu canh làm lỡ thời gian ta lau nước mắt rút cây trâm gỗ trên đầu a nương xuống mài cho thật nhọn cài vào tóc một lần nữa bước vào quán cơm đó ta canh đúng thời điểm khi khách đã về hết và ông ta đang dọn dẹp thì bước vào, nhìn thấy ta, trong mắt ông ta lóe lên vẻ kinh ngạc, rồi sau đó là sự hưng phấn muốn thử. Lần này ta chủ động hơn rất nhiều, chủ động đến mức khiến ông ta mất hết lý trí, những lời lẽ thô tục dâm ô tuôn ra như nước. Đúng vào lúc biểu cảm của ông ta xấu xí nhất, ta đột ngột rút cây trăm ra, dùng hết sức bình sinh đâm vào cổ họng ông ta. Ngay lúc máu sắp phun ra, tay ông ta đã túm chặt lấy ta, cười khẩy nói, còn ranh con diễn trò với ta cô còn non lắm ta tuyệt vọng nhắm mắt lại ông trời một lần nữa không giúp ta nhưng đột nhiên một cái gậy gỗ to đập xuống cổ họng ông ta đập thẳng vào cây trâm của ta phục một tiếng âm thanh mạch máu bị đâm thủng vang lên bên tai ta máu tươi nóng hổi tanh tử nhuộm đỏ mặt ta vẻ mặt chế dạo của ông ta thậm chí còn chưa kịp thay đổi là cô bé đó ta dùng sức hất cái xác béo ú đã chết cứng ra khỏi người nôn thốc nôn tháo nước mắt nước mũi giàn giụa Cơ thể dường như mới hiểu ra, chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, ta đã mất đi bao nhiêu thứ. Còn cô bé đó, nàng ấy cầm gậy gỗ đập liên tiếp vào cái xác thối tha đó, gậy này nặng hơn gậy kia, đánh cho đến khi kẻ súc sinh kia máu thịt be bét, không còn nhìn ra hình hài. Đánh mệt rồi, nàng ấy ngã ngồi xuống đất, khuôn mặt không hề có chút gần sống từ lúc gặp mặt bỗng hiện lên vẻ đau buồn sâu sắc, ban đầu là tiếng khóc nức nở, sau đó nước mắt như mưa, cuối cùng là gào khóc thảm thiết. Nàng ấy bò đến gốc cây nhẹ nhàng vuốt ve thân cây, miệng lẩm bẩm, Ngoa nào, ngoan nào, đừng sợ nữa, sau này chúng ta sẽ không phải sợ nữa, tỷ tỷ đã báo thù cho muội rồi, hắn ta nhất định sẽ xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh, không thể hại muội nữa. Trong đống xương trắng dưới gốc cây, có một cô bé 11 tuổi, nàng ấy tên là Điền Tiểu Nha, là em gái duy nhất của Điền Đại Nha. Trong thời loạn lạc này, người đáng sợ hơn cả quỷ. Chúng ta rửa mặt sạch sẽ, thừa dịp màn đêm nhanh chóng chạy đến cổng thành định bụng trời vừa sáng sẽ rời khỏi nơi này còn tên biến thái kia đại nha tìm một cái bao tải chúng ta hợp sức khiêng hắn đến cái hố chứa rác thải nhà bếp nơi đó rất xứng với hắn dù sao bây giờ ở đây lòng người hoang mang sẽ không có ai quan tâm đến việc quán cơm bên cạnh tại sao không mở cửa cũng giống như không có ai quan tâm đến việc những cô gái bị ông chủ kia lấy danh nghĩa bố thí cơm nước mà lừa vào sân sau đã đi đâu ra khỏi thành đại nha hỏi ta đi đâu ta đáp ta muốn đi giết một người một kẻ quyền cao chức trọng ý ta thực ra là muốn đường ai nấy đi với nàng ấy nhưng nàng ấy nói nàng ấy nợ ta một ân tình nàng ấy muốn giúp ta ta không từ chối ta muốn học hỏi nàng ấy dù sao người đầu tiên ta giết đã nhìn ra mục đích của ta ngay lập tức còn nàng ấy đã thành công ẩn náu lâu như vậy khi đến an phú thành mùa đã chuyển từ đông sang xuân vạn vật hồi sinh sắc màu của đất trời cũng đẹp hơn một chút khi chúng ta đang lén ăn vụng trong một nhà bếp không may bị bắt gặp. Tú bà là một người phụ nữ có gu thẩm mỹ, bà ta vừa xông hương thơm ngát, vừa bước đến với dáng đi uyển chuyển như hoa sen. Hai con nhóc này cũng biết chọn chỗ đấy, biết trong thời buổi này, nơi đây chính là ổ an toàn của phụ nữ. Ngẩng đầu lên cho ta xem nào. Ta ngoan ngoãn ngẩng đầu, hơi ngửa ra sau, mặt nghiêng nhẹ sang trái, đây là góc độ đẹp nhất của ta. A Nương nói những người có thể đứng vững ở một thành trì đằng sau đều có những mối quan hệ chằng chịt khó gỡ, mà hiện tại, ta cần những mối quan hệ này. Khi ánh sáng chiếu vào khiến ta hơi nhau mắt lại, ta đã nghe thấy tiếng mọi người hít vào như mong đợi, con gái của trạng nguyên đương nhiên cũng sở hữu nhan sắc khuynh thành. Tú bà cúi người xuống quan sát ta kỹ lưỡng, trong mắt bà ta lóe lên vẻ vui mừng như thể vừa đào được báu vật, ta biết, mục đích của ta đã đạt được. Vì vậy, ta và đại nha có được phòng ốc thoải mái, cơm nước ngon lành, còn ta, được rất nhiều người dạy cách là một người phụ nữ đại nha dùng giọng nói cứng nhắc của mình hỏi ta rốt cuộc là mối thù gì đáng để ngươi tự hủy hoại bản thân như vậy nàng ấy đã biết ta cố tình để người ta phát hiện chúng ta đang ăn vụng ta mỉm cười dùng nụ cười vừa quyến rũ vừa ngây thơ mà sư phụ phó đã dạy không có gì chỉ là hơn mối thù giấc em gái của ngươi gấp một trăm lẻ hai lần mà thôi người ta muốn giấc họ trát trát của trát thủ phụ Nơi ta sống từ nhỏ là một ngôi làng nhỏ với nhiều họ khác nhau, vốn dĩ sống tàn tiện, mọi người cũng có thể sống sót, nhưng thời loạn lạc ác gặp thiên tai, bà cứu trợ của triều đình mãi không đến, cả làng chúng ta phải di cư về phía nam. Nạn đói lớn trông như thế nào? Thực ra các bậc Thánh Hiền và Văn Hào đã miêu tả rất chính xác. Câu đó nói như thế nào nhỉ? À đúng rồi, rất ngắn, chỉ có bảy chữ. Năm ấy, nạn đói lớn, người ăn thịt lẫn nhau. Khi bọn Sơn tặc cầm đao lớn đến cướp chút lương thực cuối cùng của chúng ta, trưởng thôn vội vàng đẩy ta và A Nương vào khe núi hẹp dài, chỉ đủ cho phụ nữ và trẻ em gầy gò chen vào. Trước khi rời đi, ông ấy nói, ai mà chẳng muốn người thân của mình được giấu đi, nhưng lại là hai mẹ con ngươi nằm cạnh khe núi này, là ông trời đã chọn hai mẹ con ngươi sống sót. Rồi ông ấy quay đầu bỏ chạy. Nhưng ta biết lòng người trên đời này xấu xa đến nhường nào, trước khi chết kéo thêm vài người chết thay cũng không có gì là không tốt sự im lặng của 64 người trong thôn chính là ân huệ lớn nhất đối với hai mẹ con ta. Nấp trong khe núi hẹp đó, ta tận mắt chứng kiến những người hàng xóm lúc chiều còn cướp đồ ăn ẩu đả, hoặc không cam lòng hoặc sợ hãi, từng người một ngã xuống vũng máu, đến nay, trong mơ vẫn toàn là đôi mắt không nhắm được của họ. Ta thường nghĩ, nếu lúc đó có bà cứu trợ thiên tai, chúng ta có phải rời bỏ quê hương không, có bà cứu trợ thiên tai, lương thực có phải sẽ không trở thành lá bùa đòi mạng không? Nhưng bà cứu trợ thiên tai ở đâu? Chuyện này thật vô lý, ta cảm thấy người trong thôn nhỏ của chúng ta nhất định đến chết cũng không hiểu, cho nên ta muốn đưa Trác Thủ phụ xuống đích thân giải thích cho bọn họ. Ở đây, kỳ thật không chỉ mình ta có thù oán với họ Trác, người hàng xóm bên cạnh là con gái của Ngô tướng quân, bị thánh chỉ giáng xuống thành kỹ nữ quan. Cha nàng ấy là đại anh hùng đại nghĩa sĩ cả nước đều biết, đáng tiếc, Trác Thủ phụ chỉ cần động môi một cái, nói ông ấy thông đồng với địch, Bệ hạ liền thật sự tin ông ấy thông đồng với địch, cũng đúng, không có hôn quân thì làm sao có loạn thế. Ngô gia trên dưới 38 người đều bị giết, bệ hạ lại chỉ giữ lại một mình Ngô Du Nhi, còn dán xuống làm kỹ nữ quan, nghe nói vốn là muốn đưa đến quân doanh, đâm chết một lão ngự sử mới đổi thành nơi này. Hoàng đế đương triều thật sự hận Ngô tướng quân, để ông ấy chết cũng không được yên ổn. Ta cũng là vì Ngô cô nương này mới chọn trúc vận lâu, có thể chứa kỹ nữ quan, nhất định lai lịch không nhỏ. Nhưng ngô tiểu thư này thật sự là đồ vô dụng, không nghĩ đến việc báo thù, ba ngày hai bữa tìm cơ hội tự sát. Nếu đâm đầu chết có thể báo thù, ta nhất định lập tức đi tìm bức tường cứng nhất đập đầu chết ngay tại chỗ. Ta nhắc nhở bản thân, đừng vô dụng như nàng ấy. Ta cũng không ngờ, cuối cùng nàng ấy lại giúp ta một việc lớn. Nàng ấy khóc lóc suốt ngày suốt đêm, hồ viện có kinh nghiệm đến đâu cũng có lúc ngủ gật, cuối cùng để nàng ấy tìm được cơ hội dùng mảnh sứ vỡ cắt vào mặt từ má phải đến xương mày nhìn đã thấy đau kế hoạch dùng một khúc nhạc của nàng ấy để nổi danh thiên hạ của trịnh ma ma thất bại bà ta nắm lấy mặt ngô du nhi dùng móng tay dài chọc vào vết thương nghiến răng nghiến lợi nói đem xuống ném nó vào vọng nguyệt viện đã tiểu thư không muốn sống đàng hoàng tử tế vậy chúng ta sẽ dạy nó thế nào mới gọi là ti tiện vọng nguyệt viện là nơi ở của kỹ nữ thấp kém nhất trúc vận lâu so với kiếm tiền nó giống như nơi trừng phạt ở đây hơn bởi vì nơi đó chỉ làm buôn bán gia thịt đơn thuần đủ loại người khách nào cũng có kỹ nữ quan không thể đánh chết nhưng đến đó chắc cũng chẳng khác gì chết ta nắm lấy cơ hội đứng ra con gái của ngô tướng quân tiểu thư tài danh nổi tiếng kinh thành đưa đến vọng nguyệt viện chẳng phải là quá lãng phí giá trị của nàng ấy sao mama chi bằng người giao nàng ấy cho con làm nha hoàng đi lúc đó trịnh mama vừa phát hiện ta không còn trong trắng hứng thú với ta giảm đi rất nhiều một lúc mất đi hai trụ cột tương lai, bà ta rất không vui, lạnh lùng lên tiếng mỉa mai. Sao, tuổi còn nhỏ đã muốn học người ta làm đại anh hùng bảo vệ con cháu trung lương? Ta uống éo eo đi tới, khẽ cười, người nói gì vậy, con giữ nàng ấy lại tự nhiên là vì bản thân con. Giọng nói rung rung, kiều diễm như có thể nhỏ ra nước, tự nhiên cũng có thể làm mềm chân đàn ông. Sắc mặt trịnh ma ma tốt hơn một chút, con là đứa trẻ ngoan, mới mấy ngày ngắn ngủi đã học được năm phần bản lĩnh của phó sư phụ đáng tiếc đêm đầu tiên của con không còn chung quy không thể làm kỹ nữ cao cấp nhất ta cúi người nâng mặt ngô du nhi lên hỏi kỹ nữ cao cấp nhất người nói là tài nữ có gương mặt đẹp như hoa phù dung này sao mà mà lâu rồi dùng tiêu chuẩn này chọn hoa khôi mười mấy năm chúng ta đã xưng bá an phú thành chưa người nghĩ xem tài nữ tiểu thư nhà họ ngô cũng chỉ xứng làm nha hoàng cho hoa khôi đàn ông sẽ tưởng tượng nàng ấy cao quý đến mức nào nhưng một khi vén khăn che mặt lại phát hiện là người tinh thông thơ ca dâm ô hơn Loại chấn động này, đàn ông người gặp qua còn nhiều hơn con Người thấy thế nào? Ta còn đang quan sát sắc mặt phức tạp của Trịnh Mama Có một người đàn ông vỗ tay đi vào, hắn ta cười nói Trịnh Di, người già rồi, lại không bằng một tiểu nha đầu quả quyết Đó là một người đàn ông mặc áo vải đội mũ nho Thoạt nhìn không hợp với chốn phong nguyệt Nhưng ta biết, ta gặp may rồi Hắn ta mới là chủ nhân thực sự của nơi này ban đầu còn định thu phục trịnh ma ma trước rồi từ từ tính toán, không ngờ hôm nay lại để ta một bước lên trời. Ta dốc hết 10 phần công lực, bày ra tư thế đáng thương nhất hành lễ, người quá khen, là ma ma cẩn thận thôi. Trịnh ma ma cũng hành lễ, cung kính gọi, mời tiểu chủ tự an. Người đàn ông không dừng lại lâu, liếc nhìn ngô du nhi một cái. Dù sao cũng từng là con cháu trung thần lương tướng, coi như tích chúc phúc cho nơi này đi. Sau đó quay đầu hỏi ta, tiểu nha đầu, có muốn cùng gia làm chút chuyện thú vị hơn không? Trong đêm xuân ấm áp, khi rèm liễu còn chưa tan hơi sương, tà quốc ức nói với người đàn ông bên cạnh, gia, hôm nay người ta chỉ muốn đến thư phòng của gia tìm một quyển sách thôi, trần quản gia đã mắng người ta, người ta là người của gia, hắn ta chỉ là một hạ nhân, sao dám mắng người ta? Ta cười duyên nũng nịu chui vào lòng người đàn ông, trong lòng lại tính toán nhiệm vụ lần này cuối cùng cũng hoàn thành. Nửa tháng sau, vụ án tham ô công quỹ của Hồ Bộ Thị Lan chấn động triều đình, 80 vạn lượng, cũng không kém gì tư khố của Hoàng đế. Hoàng đế giận dữ, hạ chỉ nam nhân trong phủ Thị Lan chém đầu hết, nữ quyến bán thành nô lệ, còn ta, liễu di nương từng được Thị Lan sủng ái nhất, thì lặng lẽ được thanh mai trúc mã trên danh nghĩa của ta chuột ra khỏi Đại Lao, mai danh ẩn tích ở vùng quê. Đây chính là chuyện thú vị hơn mà Tô Phong Đình đã nói 5 năm, năm trước. Năm đó hắn ta chọn ta, là cảm thấy ta nói ra hết tâm tư bẩn thỉu của đám văn nhân giả tạo, chỉ cần bồi dưỡng một chút, nhất định có thể nắm chắc trái tim của loại đàn ông này, trong triều, loại đàn ông này nhiều nhất. Ta cũng không làm hắn ta thất vọng, từ sau khi ta 16 tuổi xuất sư, chưa từng thất bại một nhiệm vụ nào. Ta khi thì là tỳ nữ được lại bộ thượng thư sủng ái, khi thì là ngoại thất của công bộ Lan Trung, hoặc là di nương của hồ bộ thị Lan sắc lệnh trí hôn này. Bọn họ tham ít một chút, thì mất một cái đầu, tham nhiều một chút, thì mất cả nhà, rất công bằng. Đừng hiểu lầm Tô Phong Đình là đại anh hùng gì vì nước vì dân, giống như ta đã phán đoán lúc trước, Trúc Vận Lâu có lai lịch không nhỏ, mà ta vẫn may không tồi, lai lịch này là đối thủ của Trác Tùng. Cho nên những người này đều là môn hạ tốt của Trác Thủ Phụ, ta xuất sư hai năm, đã chặt đứt một nửa cánh tay của lão, thật sự là sảng khoái vô cùng. Kết thúc một nhiệm vụ, ta mang đại nha trở về căn nhà ở ngoại ô, những năm này chúng ta luôn nương tựa lẫn nhau, không có nàng ấy, mấy lần ta chắc đã đi gặp a nương rồi lúc về đến nhà ngô du nhi còn đang lau sàn ta chê đại thẩm dọn dẹp thô lỗ luôn luôn để nàng ấy tự mình ngồi xổm lau sàn cuối cùng tô phong đình vẫn giao nàng ấy cho ta làm nha hoàng trước kia ta muốn mượn thân phận của nàng ấy nâng kiệu làm hoa khôi đệ nhất còn tô phong đình là muốn ta học tập sự thanh lãnh cao quý trên người nàng ấy dù sao vẻ ngoài là hoa mai cao khiết nội tâm là hải đường nhiệt tình mới là loại hình đàn ông thích nhất đáng tiếc nàng ấy bây giờ đã hoàn toàn thay đổi vết sẹo trên mặt nàng ấy vẫn rất rõ ràng diễm nương là cô nương trang điểm giỏi nhất trúc vận lâu từng đề nghị thiết kế cho nàng ấy một bộ hoa điền che đi bị nàng ấy chê bẩn phun nước vào mặt làm nha hoàng năm năm dáng vẻ ôn nhu của tiểu thư đã sớm không còn chút kiêu ngạo do xuất thân mang lại đều lưu lại trong lời nói chuông hoa cay nhiệt của nàng ấy thấy ta trở về nàng ấy thậm chí quên mất trong miệng còn ngậm một cái bánh bao vừa mở miệng đã nói ây da lại bò xong giường của một tên xấu xí rồi à, buổi tối ngủ nhớ đừng ói ra nhé. Ta nhìn cái bánh bao rơi xuống nước bẩn, ngồi xổm xuống, bóc lớp vỏ ngoài, từng miếng từng miếng ăn. Ngô tiểu thư thật xa xỉ, bánh bao trắng ngon như vậy cũng nở lãng phí, ti ti, hay là ngươi nói cho nàng ấy biết, bên ngoài bây giờ là tình cảnh gì? Ti ti là nha hoàng tô phong đình đưa cho ta, đi đi lại lại giữa nhà của ta và trúc vận lâu, là nhân tài tình báo biết trên đến cô nương viết bài thơ gì, dưới đến tú bà thua bao nhiêu tiền. Nàng ta cười tủm tỉm nói với Ngô Du Nhi, Ây da, hôm nay ta vừa nghe Trương Công Tử kể một câu chuyện cười, hắn nói rằng, mấy gọ kể chuyện ở quán trà gần đây càng lúc càng bị đặt, nói rằng ở khu vực người tị nạn cách thành năm dặm, một đứa trẻ sống sờ sờ bị ném ra ngoài mà chẳng đổi được lấy một cái bánh bao gạo lứt, cha mẹ chúng đói quá, đổi con cho nhau để ăn thịt. Câu chuyện này khiến Trương Công Tử cười rất lâu, nói một đứa trẻ sao có thể không đáng giá bằng một cái bánh bao. Ta ăn xong bánh bao, phủi sạch vụn bánh trên ngón tay, cũng mỉm cười nói với nàng ta, cách thành năm dặm cũng không xa lắm, Ngô đại tiểu thư có muốn đích thân đi thử xem, cái bánh bao này có thực sự đổi được một người về giúp ngươi làm việc hay không? Mặt nàng ta đỏ bừng, vẫn cố cãi, nếu không phải ngươi đột nhiên trở về, bánh bao có thể rơi xuống nước sao? Hơn nữa, ta có nói rơi rồi ta sẽ không ăn sao? Ngươi lo chuyện bao đồng. Đúng là đồ không biết dạy bảo. Ta đứng dậy, ra lệnh miệng lưỡi nàng ta cay nghiệt như vậy, chắc hẳn dạ dày cũng tốt lắm, hai ngày nay không cần ăn cơm nữa. Người trong nhà đã sớm quen với những cuộc cãi vã ba ngày hai bữa này, tất cả đều cúi đầu bước qua. Ngô Du Nhi vừa nghe nói không có cơm ăn, liền ném dẻ lau xuống đất, hét lớn, nếu ngươi ghét ta như vậy, lúc trước tại sao còn đòi ta về làm nha hoàng, hành hạ người khác như vậy ngươi rất vui sao? Ta không thèm để ý liền quay về phòng, lúc đó nếu không đạp lên ngươi, ta làm sao lấy lại được lòng tin của trịnh ma đúng là ngây thơ như mọi khi. Bước vào phòng, một mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng, ta liền biết, Tô Phong Đình đã đến. Hắn không thích mùi song phấn trong khuê phòng của ta, mỗi lần đến trước đều cho ti ti song hương trước, đúng là một người đàn ông khó chịu. Ta tùy tiện hành lễ, rồi tìm một góc dựa vào vai hắn. Ta không giống trịnh ma ma, sợ hãi hắn, hắn cũng là đàn ông, lấy lòng hắn cũng là một trong những nhiệm vụ hắn giao. Tô Phong Đình đã lâu không đến, tối nay là đến để hỏi thăm tình hình ta đưa một cuốn sổ nhỏ qua bên trong là những thứ liên quan đến vị thủ phụ đại nhân kia ta đã giấu đi trước khi người của triều đình đến tịch thu nhà hy vọng có ích cho ngài hắn nhận lấy gật đầu sẽ có lúc dùng đến một vị thủ phụ không dễ gì lật đổ những thứ này lộ ra quá sớm sẽ chỉ khiến rắn giật mình vì vậy mỗi lần ta đều lén giấu chúng rồi giao cho tô phong đình cất cuốn sổ đi tô phong đình hỏi ta hình như nàng không thích ngô du nhi lắm nếu không đổi nàng ta cho người khác đi chắc là nghe thấy cuộc cãi vã vừa rồi ở ngoài cửa ta giả vờ hỏi hắn hay là đổi đến phủ của ngài hai năm nay nàng ta được ta huấn luyện kỹ năng lau nhà rất tốt người đàn ông nhìn ta hai mắt cuồn cuộn màu mực doanh doanh phụ nữ quá thông minh đều đoản mệnh ta rụt đầu không tiếp tục chủ đề này nữa từ những chi tiết nhỏ nhặt mỗi lần hắn đến ta đã nhận ra sự khác thường của hắn đối với ngô du nhi không còn cách nào khác đây là môn học bắt buộc để ta có thể sống sót. Nhưng người đàn ông này rất kỳ lạ, Ngô Du Nhi rõ ràng ở ngay trước mắt, thậm chí cả hai đều muốn đối phó với Trác Tùng, nhưng hắn lại chưa bao giờ dám thực sự đến gần. Ta đã từng nghi ngờ, người đứng sau hắn có phải cũng tham gia vào vụ thảm sát của Ngô tướng quân hay không. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Tô Phong Đình đưa cho ta một cuốn sổ, trên đó viết về cuộc đời của một người. Đây là nhiệm vụ tiếp theo của nàng. Đường Minh Chiêu, 22 tuổi. Nằm chiêu lâm thứ tư đỗ tiến sĩ hạng nhi tân nhiệm ngự sử trung thừa ngự sử trung thừa 22 tuổi xứng đáng được gọi là người trẻ tuổi tài cao chỉ là người này gần đây đang nổi tiếng tuyệt đối không thể có hành vi tham mô hối lộ dù sao thì cha hắn là một trong số ít những vị quan thanh liêm còn sót lại trong triều vừa mới chết trên đường đi cứu trợ thiên tai việc thăng quan của hắn vốn dĩ mang ý nghĩa bù đắp vậy thì tìm đến hắn chúng ta có thể thu được gì tô phong đình giải đáp thắc mắc của ta chúng ta cần một người dò đường, một vị quan ngay thẳng dám thách thức Trác Tùng, sau đó dẫn dắt hắn tung ra những bằng chứng đó, xem có thể làm tổn thương bao nhiêu nền móng của Trác Tùng. Hắn gõ tay lên bàn bổ sung, người này trước đây thường xuyên đi theo cha mình nhậm chức ở các nơi, tỳ tỳ không thể thu thập được sở thích của hắn, mọi việc đều phải dựa vào bản lĩnh của nàng. Ba ngày sau, trong một căn nhà trống bên cạnh phủ đường ở phố Công Dương, một vị tiểu thư sa sút gia cảnh chuyển đến, còn mang theo một nha hoàng ít nói lần thứ nhất ta ngâm thơ về hoa mai trong sân hắn đi ngang qua có lẽ đang vội không nghe thấy lần thứ hai ta giúp đỡ một đứa trẻ ăn xin ở cửa hắn vừa đi vừa lẩm bẩm rằng mình đói sải bước đi qua cũng không nhìn thấy lần thứ ba ta xông hương tùng mà các tài tử thời nay yêu thích vô tình va vào hắn hắn hắt xì một cái rồi không hề liếc mắt nhìn ta mà bỏ đi tài năng lòng tốt sắc đẹp ba tuyệt chiêu liên tiếp đều không có tác dụng ta bắt đầu thấy hứng thú, ta hỏi đại nha, người nói người này là quá ngốc hay là quá thông minh? Đại nha chưa gặp đường Minh Chiêu, đáp lại, ngày mai ta cùng ngươi đi, xem thử là thần thánh phương nào. Đây đã là ngày thứ năm ta chuyển đến, vậy mà vẫn chưa nói được với hắn câu nào, quả thực là mất mặt. Ba lần thất bại ta cũng nhận ra, hắn không giống những kẻ đạo đức giả trước đây, nhưng quân tử chân chính cũng sẽ có điểm yếu của quân tử chân chính. Ví dụ như cứng nhắc, giữ lễ, có trách nhiệm ta để tô phong đình lợi dụng quan hệ trong ngự sử đài sắp xếp một buổi du xuân, còn ta sẽ là một cô nương vô tình rơi xuống nước cùng hắn. Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, hiện tại ta đang rơi xuống nước cùng hắn. hắn quả nhiên là người có trách nhiệm, thậm chí còn chưa cần đến người của tô phong đình khuyên nhủ, hắn đã cho đại nha cuốn ta kín mít trước khi mọi người đến, hỏi nàng, đây là tiểu thư nhà ngươi. đại nha gật đầu, vừa định nói mấy lời về số phận đáng thương của ta, hắn đã cắt ngang. nếu vậy ngươi hãy đưa nàng ấy về trước đi khuê nữ nhà người ta, thành danh rất quan trọng, ta biết các ngươi ở cạnh, sẽ đến đó nói rõ. Hừ, hóa ra ba lần trước không phải thật sự không nhìn thấy. Đường Minh chiêu đến không chậm, ta vừa thay quần áo xong, uống xong canh gừng, hắn đã đến, hơn nữa còn rất thẳng thắn, trực tiếp dẫn ta đến cửa nhà hắn, nói với cánh cửa mở toan. Vị cô nương này, ba lần, ta đã tránh ngươi ba lần rồi, ta cảm ơn ngươi đã để mắt đến ta, nhưng ngươi nhìn cái sinh này xem, tại hạ ta, thật sự không nuôi nổi ngươi đâu lúc hắn nói ở bên bờ ao biết ta là ai ta đã hiểu ra ta quá tự phụ quá nóng vội đã phạm phải một sai lầm to lớn những người đàn ông trước đây đều là những quả trứng thối có khe hở có lẽ họ biết ta đang cố tình quyến rũ nhưng họ có nhược điểm muốn chứng minh bản thân có sức hút nên mới cho ta cơ hội từng bước chinh phục đường minh chiêu khác biệt hắn từ gia thế đến bản thân đều là một vị quan tốt không ăn bài mỹ nhân kế này vì vậy ta nhìn hắn, nhìn cái sân nhà hắn còn tồi tàn hơn cả nhà nông dân, bịch một tiếng quỳ xuống, khóc lóc nói với trời. Đường lão gia, ngài ở trên trời phù hộ cho con với, con chỉ là một nha hoàng nhỏ bé, muốn báo thù cho lão gia nhà con, bất đắc dĩ mới phải dùng đến hạ sách này, con ngoài bản thân ra, không còn vốn liếng nào khác ca. Hắn nhíu mày, lão gia nhà ngươi la. Ta vội vàng ông lấy chân hắn, ngô tướng quân, là bạn thân của tiên phụ ngài, ngô tướng quân đúng vậy không sai ta định đóng vai nha hoàng nhà ngô du nhi trước tiên dùng kịch bản người hầu trung thành vào cửa rồi từ từ tính toán bước tiếp theo ta tưởng mình sẽ nhìn thấy vẻ mặt xúc động của đường minh chiêu nào ngờ hắn xùy một tiếng che miệng ta lại kéo ta và đại nha vào cửa nhanh chóng đóng cửa lại đóng cửa xong còn áp tai vào nghe ngóng hồi lâu xác định không có động tĩnh gì mới yên tâm vỗ ngực sau đó thở dài nói với thư đồng của hắn người nói thiếu gia nhà ta sao lại khổ vậy chứ gặp phải ông bố như thế vì giữ gìn thanh danh cho ông ấy, một đồng tiền cũng không dám tham mô, người giúp việc ở nha môn còn sống sung sướng hơn ta. Lại chỉ vào ta, nhìn xem, bây giờ còn có loại người cũng muốn lấy mạng ta tìm đến cửa, trác tùng trác tướng, người mà dậm chân một cái cả triều đình phải rung chuyển, vị tiểu thư này, xin hỏi ta chỉ là một người cô độc, lấy gì giúp ngươi báo thù cho ngô tướng quân? Mặc dù lý trí mách bảo ta rằng hắn có thể đang diễn kịch, nhưng ta vẫn không nhịn được biểu môi trong lòng, đời này nhà họ đường, đúng là sinh ra một kẻ kỳ quặc danh tiếng của Ngô tướng Quân vẫn còn hữu dụng đường Minh chiêu Tuy không đồng ý yêu cầu của ta nhưng cũng không đuổi ta đi nữa chỉ là hắn phải làm việc gần như không ở nhà thư đồng của hắn tên là đường An kim luôn quản gia người đi chợ và quét dọn của căn nhà này nói chính xác cả phủ đường chỉ có một mình hắn là người hầu ít nhất đường Minh chiêu có một điều không nói dối quả thực không tìm đâu ra vị quan nào nghèo hơn hắn trong cả kinh thành vì vậy ta không tin hắn hà khắc với bản thân đến mức này chỉ để giữ gìn thanh danh cho người cha đã khuất. Ta thăm dò đường an, thiếu gia nhà ngươi thường ngày có bạn bè nào không? Đường an lau mồ hôi, nhìn ta từ trên xuống dưới, cô nương đừng phí công vô ích nữa, thiếu gia nhà ta không thích người như ngươi đâu, ngược lại là vì tỷ tỷ đến cùng ngươi, nói không chừng có thể lọt vào mắt xanh của ngài ấy. Đại nha! Đúng vậy, thiếu gia từng vẽ một bức tranh chân dung nữ tử, ngươi đừng nói, trông cũng giống tỷ tỷ đại nha đấy, thiếu gia nói a à, loại nữ tự chất phát này mới thích hợp để lấy làm vợ nói không chừng còn siêng năng đến mức quốc cả đất trong sân ra trồng rau còn có thể phụ giúp chi tiêu trong nhà rau bây giờ đắt quá mặc dù lý do nghe có vẻ kỳ quặc nhưng nghĩ lại đó là đường minh chiêu hình như cũng rất hợp lý xét cho cùng mái nhà hỏng hắn cũng có thể ra khỏi thành hai dặm để nhổ cỏ tranh sau đó ném lên mái nhà vừa phơi nắng vừa coi như đã vá mái kibo là thật kibo nhưng cách làm cũng thật hoang dã Ta nhìn mảnh đất bùn trong sân, chỉ là trồng rau thôi mà, ta cũng lớn lên ở miền quê, có gì khó đâu. Để tránh bị lộ, ta tìm hai mảnh vải cuốn lại, phơi nắng làm việc cả ngày, chỉ mong hắn trở về nhìn thấy cảnh mỹ nhân cày cấy, dù eo sắp gãy, ta vẫn gắn gượng đến tận chiều. Ai ngờ kẻ keo kiệt này vừa vào cửa đã cầm tay ta than thở, mảnh vải của ta, ta còn định để dành làm giày mới, sao lại rách thế này? Bộ dạng đau lòng kia, hoàn toàn không để ý đến tay ta cũng trầy xước tức giận ta giật mạnh vải ném vào mặt hắn, hầm hực chạy về phòng, cơm tối cũng không ăn. Nhà này nghèo quá, đèn dầu cũng dùng loại rẻ tiền, hùng đến mắt ta đỏ hoe, lúc đường minh chiêu bưng thuốc vào, nhìn thấy chính là cảnh tượng con thỏ này. Hắn vội vàng né tránh ánh mắt, đặt thuốc lên bàn, nói, đại nha nói nàng bị bong gân, thuốc này trị bong gân rất hiệu quả, nàng dùng tiết kiệm một chút, cả nhà chỉ còn chừng này thôi. Ta đang bực bội, vừa mở miệng đã cãi, đường đại nhân không nở sao? không nở thì lấy đi, ai thèm. Hắn liếc mắt nhìn ta, thôi, đã không cử động được thì đừng cố chấp nữa, đại nha đang hâm nóng cơm cho nàng, lát nữa sẽ vào giúp nàng xoa thuốc. Vừa nói vừa lẩm bẩm, phụ nữ đúng là phiền phức, náo loạn một trận, tối nay lại tốn thêm dầu đen. Ta lập tức ném một cái gối qua. Hắn vội vàng đỡ lấy, mặt đỏ lên, nhưng mà bộ dạng hung dữ này của nàng, so với lúc trước giả vờ làm tiểu thư thì đáng yêu hơn nhiều, sau này đừng làm mấy trò mèo nữa nói xong liền chuồn mất. Ta nhìn bóng lưng hắn thở phào nhẹ nhõm, cứng nhắc nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng có tiến triển. Đường An nói hắn thích nữ tử đảm đang, ta liền nghĩ, thời buổi này, đảm đang và tính toán chi ly luôn đi cùng nhau, cho nên từ khi ném mảnh vải, ta liền buông thả tính tình. Biểu hiện của đường Minh Chiêu nói cho ta biết, ta đã cược đúng rồi. Là một nữ nhân mà quan tham ô lại thích, ta phải học ba năm, mà làm nữ nhân đường Minh Chiêu thích, ta chỉ cần trở về trước 13 tuổi là được. Đếm kỹ trong nhà còn bao nhiêu gạo, tính toán khẩu phần ăn của mỗi người, nhiều hơn một hạt cũng không được bỏ vào, thịt thì, nửa tháng được ăn một lần là được rồi, ngoài thành còn nhiều người ăn không no như vậy. Thời tiết tốt thì nghĩ xem trồng thêm rau quả gì, thời tiết xấu thì đi dạo xem có thương nhân nào đang vội về nhà bán rau rẻ không. Vui vẻ thì cãi nhau với đường minh chiêu vài câu, không vui thì, cho dù hắn chỉ động vào một cái lá rau cũng có thể sách giày đuổi hắn chạy ba vòng quanh sân hóa ra vị trực thần này lại thích cuộc sống bình dị như vậy cho đến một ngày đường an có việc ta thay hắn đưa cơm đến ngự sử đài khi đường minh chiêu đối mặt với lời treo chọc của đồng liêu mà không phản bác ta mới đột nhiên phát hiện hóa ra chúng ta đã thân thiết đến vậy nếu sinh ra ở thời bình ta sẽ sống cuộc sống vụn vặt này sao ta có chút không nở để nó kết thúc nhưng ta không thể không để nó kết thúc ở cửa ngự sử đài khi nhìn thấy bóng lưng mặt cẩm bào được vạn người kính ngưỡng kia ta mới nhớ ra ta căn bản không có tư cách lựa chọn đường minh chiêu lần đầu tiên nắm tay ta lần đầu tiên dịu dàng như vậy lặng lẽ dùng lưng che chở ta phía sau ta lại không thể không để nó kết thúc những ngày tháng tốt đẹp ngắn ngủi hư ảo này ông trời chung quy không muốn để ta ăn cắp quá lâu sống ở đường gia một thời gian lâu không trang điểm song phấn trên mặt ta vô ý dùng hơi đậm nhìn trong gương lại có chút ảo giác như tân nương đại nha ngồi trên giường nhìn trăng ngoài cửa sổ nói với ta loạn thế rồi sẽ qua chúng ta chỉ cần sống sót sau này nhất định có thể sống lại cuộc sống như người bình thường cho nên tỷ đừng bắt nạt đường đại nhân quá lúc đường minh chiêu nhìn thấy ta trong phòng hắn miệng hắn chu ra ba thước hắn nói nàng vì vị tướng quân nhà nàng mà liều lĩnh như vậy tình địch của ta không phải là loại đại anh hùng này đấy chứ người ta đã không còn nữa rất đáng thương ta phì cười kẻ oan gia này lúc nào cũng không theo lẽ thường kỳ thực ta không định làm gì chỉ là xung quanh đường da chắc chắn có người tô phong đình phái đến giám sát ta phải diễn cho những người đó xem chứng minh ta vẫn dùng chiêu mỹ nhân kế cũ hắn lại hỏi ngược lại ta nàng biết không ngự sử trung thừa cũng phải phá án đấy vừa nói vừa véo tay ta tuy nàng cẩn thận ngày thứ hai đã trang điểm cho nó nhưng phải làm sao đây ngày đầu tiên lúc nàng kéo ống quần ta ta đã chú ý đến sự trắng nõn của nó rồi ta không ngờ lại bị hắn đoán trúng im lặng một lúc mới lên tiếng đường đại nhân đã có thiên phú như vậy hẳn là biết tiểu nữ tử không phải lần đầu tiên làm chuyện này một câu nói ra bốn phía im lặng tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy đường minh chiêu thở dài một hơi quỷ khuất lắc tay ta không phải đã đồng ý không nói chuyện giả tạo với ta sao nếu có lỗi cũng là lỗi của ông trời là lỗi của ta gặp nàng quá muộn dù sao trách ai cũng được chỉ là không phải lỗi của nàng đây là lần thứ hai có người nói với ta không phải lỗi của ta thật tốt hắn là đường minh chiêu thật tốt ta có thể kể cho hắn nghe một câu chuyện khác ta cau mày dứt khoát hất tay hắn ra tự cho là thông minh ai muốn nói chuyện vớ vẩn này với chàng chàng còn muốn nghe ta kể chuyện nữa không thấy ta khôi phục như thường hắn lại được nước lấn tới nắm tay ta muốn 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 chuyện của vị hôn thê tương lai của ta đương nhiên phải nghe lần này ta không rút tay ra nữa mà bắt đầu kể câu chuyện về một cô bé ngày xưa có một cô bé vừa sinh ra đã bị người ta mắng là đồ con hoang cô bé còn quá nhỏ không hiểu là gì nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc người cha giàu có của cô bé đưa cô bé và mẹ cô bé đến trang trại ở quê sống cuộc sống khổ cực ở đó có gia nhân độc ác sẽ bắt nạt họ mẹ của cô bé quá yếu đuối cô bé phải tự mình trở nên hung dữ để bảo vệ bản thân và mẹ mình nhưng cô bé này rất kỳ lạ rõ ràng cô bé rất yêu mẹ mình nhưng vẫn cảm thấy là mẹ cô bé đã làm sai trước cô bé vừa bảo vệ mẹ mình vừa không nhịn được dùng lời lẽ khinh thường để làm tổn thương mẹ mình đến khi cô bé lớn hơn một chút cuộc sống càng khó khăn hơn bởi vì cô bé lúc này mới phát hiện cha cô bé cũng là một kẻ đại gian ác bóc lột mồ hôi nước mắt của người dân khiến người dân trong làng sắp không có cơm ăn cô bé bắt đầu từ hung dữ trở nên im lặng cô bé đang nghĩ tại sao cô bé phải sống hai người sinh ra cô bé đều tệ hại như vậy chết đi hình như cũng không tệ cho nên khi có một ngày người dân trong làng không thể chịu đựng được nữa đánh chết gia nhân độc ác của trang trại, còn muốn đến tìm mẹ con cô bé trả thù, cô bé lại cảm thấy, có phải sắp được giải thoát rồi không? Đáng tiếc cô bé không được như ý, có một vị đại anh hùng đi ngang qua cứu họ, trên đường về nhà bị thương, cần tìm một nơi tạm thời dưỡng thương. Đại anh hùng thật lợi hại, nhìn ra cô bé không muốn sống nữa, liền chọn trang trại làm nơi dưỡng thương, mỗi ngày đều bảo con trai béo ú của mình dẫn cô bé đi chơi cùng những đứa trẻ trong làng, khi rảnh rỗi, còn tự mình dẫn bọn trẻ chạy nhảy trên bờ ruộng ông ấy nhìn ra cô bé không hiểu mẹ mình liền cưỡi ngựa đưa cô bé vào thành để cô bé tận mắt nhìn thấy một người tốt rốt cuộc là như thế nào bước vào thanh lâu sau đó vỗ vai cô bé đang run rẩy nói cô nương có vài việc không phải lỗi của những người rơi xuống vũng bùn mà là lỗi của thế đạo này cô bé bỗng nhiên tỉnh ngộ cô bé xin lỗi mẹ mình cô bé còn nhận đại anh hùng làm cha nuôi bên cạnh cô bé chưa từng có trưởng bối nam giới cô bé nghĩ cha nên như vậy ông trời không cho cô bé, cô bé liền tự mình nhận. Đại anh hùng muốn thiên hạ ít đi những người như mẹ cô bé, có rất nhiều việc lớn phải làm, ở lại một tháng liền rời đi, nhưng để lại cho cô bé rất nhiều thứ quý giá, cô bé hòa đồng với người dân trong làng, hóa ra mọi người đều là những người lớn tuổi và bạn bè tốt, không còn thành kiến, hóa ra cô bé có người mẹ tốt nhất trên đời. Nhưng cô bé quên mất, cô bé còn có một người cha độc ác tay trời, độc ác đến mức cấu kết với những kẻ ác khác, khiến người dân trong làng và đại anh hùng đều chết hết trước khi chết mẹ của cô bé luôn canh cánh trong lòng làm sao mới có thể khiến những kẻ ác đó chết không toàn thây bà ấy nói đều là lỗi của bà ấy là bà ấy dùng nửa đời người nuôi ra một con súc sinh bà ấy ra đi đầy hối hận đầy oán hận mẹ cô bé tuy đã chết nhưng cô bé đã lớn rồi cô bé muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ mình cũng muốn hoàn thành tâm nguyện của đại anh hùng cho nên đường minh chiêu chàng có thể chờ ta không đại nha nói đúng chỉ cần ta còn sống ta nhất định có thể sống cuộc sống mà ta muốn cho nên ta muốn để nam nhân này nghe câu chuyện của ta, chờ ta. Thời buổi loạn lạc này, không nhân cơ hội mở miệng, chỉ sẽ để lại vô vàng tiếc núi. Mà đường minh chiêu đáp lại ta, là một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, trân trọng và thành kính. Với công lao của nghĩa phụ, chỉ một mình trác tùng thì không đủ tư cách để hắn thua nhanh như vậy, bất quá là hắn không muốn đứng về phe nào, bị tất cả các hoàng tử lôi xuống ngựa, chia các binh lực. Còn về trúc vận lâu và vị tam hoàng tử tự xưng là tô phong đình kia, ta giúp hắn ta lên ngôi vốn dĩ có thể làm hao mòn triều đình đang trên bờ vực sụp đổ này sau khi thành công sẽ thừa cơ tìm ra bằng chứng hắn hãm hại nghĩa phụ đó chính là lý do chính đáng để trao cho nghĩa quân hoàng tộc thối nát từ gốc rễ này ta mới không tin trong đó có người có thể cứu dân chúng trong thời loạn lạc này chỉ là bằng chứng ta thu thập được hiện giờ vẫn chưa đủ còn thiếu một vật chứng then chốt có thể sâu chuỗi tất cả mọi thứ ta không ngờ ngô du nhi lại nhanh tay hơn ta một bước lúc ta quay về nàng đã bị tô phong đình đưa đi rồi ta nhìn ti ti vẻ mặt ngây ngô móng tay giấu trong tay áo không nhịn được bấu chặt đến đỏ cả lòng bàn tay quan gia này thật không khiến người ta bớt lo năm năm trước ta chọn trúc vận lâu ngoài việc nó có bối cảnh hùng hậu quan trọng nhất dĩ nhiên là muốn cứu ngô du nhi cốt nhục duy nhất còn sống trên đời của nghĩa phụ giống như nghĩa phụ đã nói những gì ta phải chịu đựng không phải lỗi của ta ta cũng chưa từng cảm thấy mình dơ bẩn nhưng dù sao ta cũng là người thường không muốn con gái của ông ấy cũng giống như ta bị ép phải sa chân vào vũng bùn vì vậy lúc đó ta đã lẻn vào phòng ngô du nhi nói cho nàng ấy biết kế hoạch của mình đồng thời dạy nàng ấy phải rạch mặt mình mới có thể tự bảo vệ mình cô nương nhỏ nhắn tĩnh lặng như nước nghe ta nói xong mặc dù giọng nói run rẩy vẫn kiên định nói với ta rằng đó là cha của nàng nàng không có lý do gì để chỉ lo cho bản thân nếu thân thể thật sự là vũ khí duy nhất chúng ta có nàng cũng muốn tham gia chiến đấu con gái do nghĩa phụ ta dạy dỗ, quả nhiên cũng giống như ông, không làm người ta thất vọng. Vì vậy, ta nắm chặt mảnh sứ vỡ giấu trong tay, tự tay tặng cho nàng một vết sẹo. Về sau, chúng ta phát hiện ra thân phận của Tô Phong Đình và mục đích của Trúc Vận Lâu, cũng từng cảm thán, có lẽ đây là nghĩa phụ đang phù hộ cho chúng ta, để chúng ta lập tức tìm được một kẻ thù khác. Mấy năm nay, những hành vi ác độc của ta đối với nàng chẳng qua là để che giấu mối quan hệ của chúng ta, chút tâm tư kia của Tô Phong Đình đối với nàng, ta cũng không bỏ sót một chữ nào, quả nhiên là tài nữ từng nổi danh một thời, tự mình nhìn ra được manh mối. Nhưng che giấu cảm xúc của bản thân đâu có dễ dàng như vậy, huống chi là Tô Phong Đình, người đó vừa âm u vừa giả tạo, ngay cả người đàn bà lòng lan dạ sói như trịnh ma ma cũng sợ hắn. Ta ngày đêm chờ đợi, sóng gió do đường minh chiêu tạo ra trên triều đình đã bị mấy vị hoàng tử kia lợi dụng triệt để, sắp đi đến hồi kết. Thủ đoạn mà Trác Tùng từng liên kết với đám sói đó để đối phó với nghĩa phụ, giờ đây đều được thi triển lên chính hắn, trở thành tù nhân dưới bậc thang chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng không tìm thấy Ngô Du Nhi, cho dù ta có tìm được bằng chứng của Tô Phong Đình thì làm sao có thể yên tâm rời đi. Mãi cho đến trước khi Trác Tùng sắp bị tuyên án, Ti Ti mới truyền lời của Tô Phong Đình, nói rằng hắn muốn gặp ta ở một ngôi nhà khác. Người dẫn đường bịt mắt ta, rõ ràng là không muốn để ta phát hiện ra ngôi nhà đó rốt cuộc là của ai, vậy nên, hắn lại đưa Ngô Du Nhi về phủ tam hoàng tử khoảnh khắc miếng vải được gỡ xuống, thứ ta nhìn thấy chính là khuôn mặt dở cợt của Ngô Du Nhi, ngày sau đó là một cái tác thật mạnh. Ti Ti giật mình bước về phía trước hai bước, rồi lại lùi lại, cuối cùng vẫn không lên tiếng ngăn cản. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, nàng ở bên cạnh Tô Phong Đình đã đạt đến địa vị này, ta cũng không biết nên vui mừng hay đau lòng. Nàng nâng cầm ta lên, cái tác này coi như trả lại những năm qua ngươi đã chà đạp ta, đã rất rẻ cho ngươi rồi. Tô Phong Đình nói ngươi cũng giống như ta, đều hận Trác Tùng, bây giờ hắn sắp bại rồi, nên ta tìm ngươi đến đây để hỏi kế, phải làm sao để hành hạ hắn thì ta mới hả giận đây. Ta mỉm cười, dùng sức gạt tay nàng ra, trong lúc giằng co, có thứ gì đó từ tay áo nàng rơi vào tay áo ta. Ngươi muốn hỏi ý kiến người khác thì phải khách sáo một chút, tuy nhiên chủ tử nói đúng, ta cũng hận Trác Tùng đến tận xương tủy, vậy nên kế này, ta tặng cho ngươi. Ngô Đại Tiểu Thư, người đã từng thấy người ăn đất sét cao lanh chết như thế nào chưa? Bọn họ biết thứ đó không tốt, nhưng đói quá chịu không nổi, vẫn sẽ nuốt một ít. Đến cuối cùng, tứ chi đều gầy guộc đến dị thường, bụng lại phình to ra bên ngoài. Người đã có bản lĩnh này, chi bằng thử xem bụng trác tướng của chúng ta, cuối cùng có thể phình to đến mức nào. Trước khi rời đi, nàng lại thưởng cho mặt ta một chén trà, cầm chén trà trên bàn như đồ chơi mà ném từng cái một xuống chân ta, mặt lại áp sát, với thái độ mèo vần chuột mà quan sát từng biểu cảm của ta. Rồi lợi dụng khoảnh khắc ti ti sững sờ, dưới sự che chở của tiếng đồ sứ vỡ vụn, nàng nói với ta, ba ngày nữa hắn sẽ vào cung, cầu xin ngươi, đừng lo lắng cho ta, hãy mang theo những thứ đó mà đi. Cầu xin ngươi. Tiếng nói ai oán, từng chữ từng chữ như dao cứa vào tim, vì vậy ta không thể không rời đi. Việc trác tùng làm bị phanh phu đã làm rối loạn triều đình, quả thật là thời cơ tốt để vào cung, bất kể tô phong đình thành công hay không, kinh thành này sắp đổi thay, ta vất vả lắm mới truyền được tin cho đường Minh Chiêu, bảo chàng dẫn theo đường an đến gặp ta ở ngoài thành năm dặm. Đóng người tị nạn ở đó, mỗi lần đi qua ta đều bảo đại nha bố thí vài cái bánh bao, có đám đông che chắn, tin rằng ta và đại nha có thể thoát khỏi đuôi do tô phong đình phái theo sau. Chàng vốn thông minh, ta bảo chàng dẫn theo đường an, chàng liền hiểu, không hỏi một câu nào, mượn sự giúp đỡ của những người tị nạn đó, đi theo sau chúng ta, thuận lợi thoát thân. An toàn rồi, chàng mới hỏi ta muốn đi đâu, ta cũng khó xử, bèn xin chàng chỉ bảo ta có chút đồ muốn tặng cho nghĩa quân, chỉ là ta không hiểu rõ về họ lắm. Người nói xem, Trương Thuật ở phương Bắc, Đào Thành ở phương Nam và Trần Phương ở phương Tây, vị anh hùng nào đáng tin hơn? Đường Minh chiêu gãi đầu, nhất định phải đi xa như vậy sao? Rất mệt đó, kỳ thực cách đây không xa có một toán nghĩa quân, nếu không chúng ta đến đó xem thử trước. Ta trừng lớn mắt không thể tin được, người lại có dây dưa với nghĩa quân. Chẳng lẽ ngươi cũng sớm có ý định tạo phản rồi? Chàng vội vàng xua tay, Ngươi đừng vu oan cho ta, cha ta đang nghe đấy, cẩn thận ông ấy tưởng thật tối nay đến tìm ta, ta chỉ là lúc ra ngoài thành nhổ cỏ trên mái nhà phát hiện ra thôi. Ta nhíu mày, ngươi nhổ cỏ mà cũng phát hiện ra được, nghe không đáng tin cậy chút nào, những người đó có thể làm nên trò trống gì? Cha ngưỡng ngực đầy kiêu hãnh, ngươi tưởng ai cũng phát hiện ra được cả, à? là ta có con mắt tinh tường mới nhìn ra manh mối, ta thấy bọn họ vô tình dẫm lên những cây lúa dại mọc rải rác cũng sẽ đỡ chúng dậy, coi như là hiểu được nỗi khổ của dân chúng đáng để chúng ta thử xem. Ta đương nhiên tin tưởng phán đoán của đường Minh Chiêu, mèn theo sự dò đường của chàng, chúng ta tìm thấy mấy căn nhà bí mật. Lúc đó hoàng hôn buông xuống, trong ánh nắng vàng rực rỡ, người bước ra khỏi nhà là ngô tiểu béo không còn mũm mỉm nữa, chợt gặp lại cố nhân, ta lập tức bật cười, nhưng không biết vì sao, trên mặt lại ướt đẫm nước mắt. Trên đời này, còn ai có tư cách hơn hắn để nhận được bằng chứng này chứ? Nghĩa phụ, có phải người đang phù hộ cho chúng con trên trời không? người hãy chờ thêm chút nữa, chẳng mấy chốc con trai ruột của người sẽ có thể giúp người rửa sạch oan khuất. Chỉ xin người cũng nhớ phù hộ cho đứa con gái còn đang ở trong hang cọc kia, để chúng con có một ngày được sống sót gặp lại nhau. Trận chiến này thật sự rất khó đánh, cho dù đã có lý do chính đáng, chúng ta vẫn phải mất 7 năm mới lại một lần nữa nhìn thấy cổng kinh thành. 7 năm này, đường Minh chiêu đến quân doanh làm quân sư cho Ngô Thừa Hiên, còn ta và Đại Nha đi khắp nơi giúp họ vận động tiền bạc, trong lòng ai cũng kìm nén một hơi, không nghe được tin tức của Du Nhi, đó chính là tin tốt. Ngày công thành ta không đi, nghe nói Tô Phong Đình đã áp giải Du Nhi lên tường thành, uy hiếp Ngô Thừa Hiên nếu không rút quân sẽ đẩy nàng xuống, chỉ là đến giây phút cuối cùng, không biết vì sao hắn lại do dự một chút, bị Du Nhi nắm lấy cơ hội đẩy xuống trước. Ngay cả hoàng đế cũng không còn, còn ai muốn đánh nữa, các lão thần còn lại cử một người đại diện ra đàm phán, chúng ta đồng ý không giết các cựu thần, binh lính không đổ máu mà tiến vào thành lúc ta và đại nha vào cung thăm du nhi nàng ấy dường như vẫn giống như trước lại dường như đã khác nhưng chỉ cần còn sống thì một số vết thương rồi sẽ lành lại còn sống thật tốt ngô tiểu béo à không là hoàng thượng hoàng thượng phong cho ta làm quận chúa ta ở kinh thành coi như ra vào tự do vì vậy ta đã hạ mình đến ngục giam xem thử người cha đang thoi thóp của mình đôi mắt lồi ra tứ chi gầy hơn cả gậy cộng thêm cái bụng như mang thai mười tháng nào còn thấy được phong thái của cựu thủ phụ nữa nhưng thần trí của hắn vẫn còn tỉnh táo trừng mắt nhìn ta hồi lâu mới lên tiếng ngươi ngươi là con của giao nương ta rút cây trâm gỗ trên đầu xuống gãy gãy trên ngực hắn ngươi còn nhận ra chứ mẹ nói đây là món quà đầu tiên ngươi tặng bà bà ấy đến chết vẫn mang theo bên mình bởi vì bà ấy nói bà ấy nằm mơ cũng muốn dùng cây trâm này đâm vào tim ngươi xem máu chảy ra có đen hết không mới có thể làm ra những chuyện thất đức như vậy Lúc ta đâm cây trâm vào, trong mắt hắn rõ ràng hiện lên vẻ vui mừng được giải thoát, nên đâm được một nửa, ta lại rút ra. Ây da, giết cha sẽ bị báo ứng, ta còn muốn sống hạnh phúc trường thọ bên đường Minh Chiêu, hay là để trác đại nhân tự mình chọn chết đói hoặc không biết ngày nào đó bị đất sét cao lanh làm cho chết trương bụng vậy. Mẹ, người có linh thiêng trên trời thì đừng trách con gái không giúp người thực hiện tâm nguyện, nhìn bộ dạng hắn sống không bằng chết này, con cảm thấy người sẽ càng thích hơn đợi đến khi thiên hạ ổn định hơn một chút, ta tìm một khu nghĩa trang lớn ở ngoại ô Kinh Thành, dời mộ mẹ, em gái của đại nha, cùng với những người chị em không rõ họ tên dưới gốc cây kia vào đó. Ông trưởng làng luôn nghiêm nghị, vì Lý khéo tay làm bánh hoa quế, thằng bé tiểu hộ thấp hơn ta cả cái đầu, rồi cả đứa bé nhà họ trương còn chưa cai sữa, chưa kịp đặt tên. Từng người, từng người một, ta đều khắc ghi trong lòng. Từ nay, họ sẽ không còn phải phiêu bạc như những linh hồn vất vưởng nữa chỉ cần trong túi ta còn một đồng, sẽ có một nén nhang cho họ. Đường Minh Chiêu đôi khi bị ta bắt nạt quá đáng sẽ chạy đến vườn hoa mách lẻo. Cái tên lắm lời này, một khi đã mở miệng có thể cằn nhằn cả buổi chiều. Gần đây, chàng ta than phiền nhiều nhất chính là đại nha đã yên bề gia thất, sinh con đẻ cái, tại sao ta vẫn chưa gật đầu đồng ý lấy chàng. Ta đạp ánh tà dương đến vườn hoa đón chàng, nhìn những người đàn ông, đàn bà vai vác quốc, mặt mày hớn hở trở về nhà, bỗng cảm thấy sinh một đứa con ra để nó chạy nhảy tung tăng cũng không tệ. Ta và đất nước này, cuối cùng cũng đã đón chào một cuộc sống mới. Tái bút Ta tên là Đường Minh Chiêu, là con trai duy nhất của Đường Phong, vị quan thanh liêm. Từ nhỏ ta đã biết, cha là vị quan tốt được mọi người ca tụng, ta không thể làm ô danh ông ấy. Vì vậy, ta cố gắng học hành, thi đổ từ khi còn trẻ. Nhưng càng đi theo ông ấy trên con đường làm quan, ta càng cảm thấy hoang mang đất nước này, dân chúng chết đói la liệt, vậy mà các hoàng tử vẫn chỉ mãi mê tranh giành quyền lực. Triều đình này, liệu còn cứu vãn được không? Ta đã vài lần bàn luận với cha, nhưng đổi lại chỉ là những lời của trách nghiêm khắc. Vậy nên, ta đành chung giấu nỗi hoang mang này trong vẻ ngoài ngày càng phóng khoáng, tự tìm niềm vui cho bản thân. Bởi vì ta không thể buồn rầu. Nhà ta đã có một người mẹ u sầu, không thể có thêm một đứa con trai u sầu nữa. Năm đó, mẹ ta cũng vì ngưỡng mộ cha mà gả cho ông ấy. Nhưng bà là một tiểu thư khuê cát, con nhà danh giá, thực sự không biết cách xoay sở với đồng lương ít ỏi của cha để trang trải cuộc sống. Huống hồ, cha ta hầu như không có thời gian dành cho bà. Cuối cùng, bà qua đời trong U quốc khi ta 17 tuổi. Ta không thể làm ô danh cha, vậy thì ta sẽ không thành thân, sẽ không hại thêm một người con gái nào nữa. Cho đến khi ta đến khu vực người dân tị nạn ngoài thành để tìm hiểu tình hình ta đã gặp một cô gái đặc biệt thực ra nàng ngồi trên xe ngựa ta không nhìn thấy dung mạo chỉ thấy nàng sai thị nữ lấy hơn mười cái bánh bao rồi lén đưa cho hai thiếu niên gầy gò bảo họ chia cho những người đói nhất sắp chết thật thông minh vừa tránh được cảnh người dân tranh giành bảo vệ bản thân vừa thể hiện tấm lòng của mình ta thừa nhận khoảnh khắc đó ta đã rung động với một cô gái mà ta chưa từng gặp mặt ta tự cho rằng nàng nhất định vừa hiểu được chí hướng của ta vừa có thể cùng ta kề vai sát cánh vượt qua muôn trùng khó khăn. Vì sợ mình quên mất manh mối tìm nàng, ta còn vẽ lại bức tranh chân dung của thị nữ đó. Khi nhìn thấy đại nha bên hồ nước, ta mới biết cô gái ở nhà bên cạnh, người đã ba lần quyến rũ ta, chính là người ta vẫn luôn tìm kiếm. Thực ra nàng diễn rất tốt, có thể lừa được hầu hết mọi người. Nhưng những năm nay ta rong rủi khắp nơi, đã phân xử quá nhiều thị phi, nên thực sự không dễ bị lừa. Ta có thể nhìn ra, nàng đeo rất nhiều lớp mặt nạ, nàng không hề vui vẻ. Những gì nàng đã trải qua, chỉ cần dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là gì. Cái thế đạo này, đúng là khốn nạn. Ta muốn treo chọc nàng, muốn nàng vui vẻ hơn một chút. Vì vậy, ta cố tình nói với Đường An rằng ta thích kiểu con gái nhìn là biết đảm đang như đại nha. Nàng thông minh như vậy, nhất định hiểu rằng đảm đang không thể tách rời sự nhanh nhẹn tính toán. Quả nhiên, tính nàng ngày càng hoạt bát cũng ngày càng coi đường phủ như nhà mình. Đôi khi ta cảm thấy, chúng ta so với vợ chồng, cũng chẳng khác gì nhau. Cho đến khi nàng nhìn thấy Trác Tùng ở ngự sử đài, ta đã nhìn thấy nỗi hận thù sâu thẳm trong mắt nàng. Đêm đó, ta đã nghe được toàn bộ cuộc đời của một cô gái tên là Hà Anh. Lúc này ta mới biết, việc bảo ta vạch tội Trác Tùng không chỉ là nhiệm vụ của nàng, mà còn là tâm nguyện của chính nàng. Ngoài nỗi xót xa dày đặc trong tim, ta còn cảm thấy nhẹ nhõm như thể có người đã mở cho ta một lối thoát. Ta rốt cuộc, không phải là người ngu trung như cha mình. Đọc biết bao nhiêu sách thánh hiền, chứng kiến biết bao nhiêu cảnh tượng như địa ngục trần gian, ai mà trong lòng không có một ngọn lửa. Khoảnh khắc đứng trên triều đường, ta thậm chí còn cảm thấy đây chính là sứ mệnh của mình. Sau đó là những ngày tháng chinh chiến liên miên, rong rủi khắp nơi. Chân không chạm đất, chúng ta làm những gì mình có thể làm. Không gặp mặt nhau, nhưng cũng biết rằng trái tim luôn hướng về nhau thiên hạ thái bình nàng vẫn chần chừ không muốn gả cho ta ngoài việc thỉnh thoảng than thở với người thân của nàng ta vẫn kiên trì tự mình dỗ dành ta biết nàng vẫn còn sợ hãi sợ không thể cho con mình được sinh ra trong thời thái bình thịnh trị vì vậy ta cùng đồng lưu ngày đêm miệt mài làm việc để thời đại thái bình thịnh trị ấy sớm đến cuối cùng ta cũng đã đợi được đến ngày lành tháng tốt này đứa con trai ngoan ngoãn của ta ta bừng bát cơm đuổi theo đút cho nó ăn mà nó cũng không chịu ăn nhóc con cứ đợi đấy đợi mẹ con từ nhà dì Ngô về cầm dép lê đuổi con ba con phố xem con có ăn không cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi bộ truyện nếu thấy hay và thư giãn xin hãy nhấn theo dõi và tặng một tim nhé để hai hip house có thêm động lực làm thêm thật nhiều bộ truyện thú vị khác nữa tặng mọi người